hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt. Câu hỏi của khán giả Đoàn Văn Thịnh, số điện thoại 0988, 3 số cuối là 862 ở Tuyên Quang với nội dung như sau. 500 cây cam trồng được 5 năm trên đất đồi thoải, 10 ngày nay cây có hiện tượng chết đột ngột, lá và quả chưa kịp rụng thì cây đã chết. Tôi đã rắc vôi cho cây và ngoài ra thì chưa dùng thuốc nào khác, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin được mời tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung tư vấn câu hỏi này ạ. À, vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. À, cái hiện tượng mà cây chết đột ngột thì đấy là do chúng ta nhìn thấy thôi, chứ còn chứng tỏ nó cũng đã bị bệnh âm ỉ ở trong rồi thì nó mới chết được. Thế thứ nhất là cây nó chết đột ngột là do cái bó mạch nó bị thâm đen, nó không hút được dinh dưỡng đấy, hoặc là rễ nó khô, nó không hút được dinh dưỡng nên mà để nó nuôi cái quả và cái lá thì nó không có dinh dưỡng, thì đương nhiên là nó sẽ khô đi và nó sẽ rụng, có khi nó chưa kịp héo vàng. Bởi vì tại sao héo vàng? Nó phải là từ từ đấy. Thì còn cái này là chết, này là chết đột ngột như kiểu là bị do vi khuẩn nó gây hại, héo xanh vi khuẩn ấy. Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ phải bó mạch, nó thâm đen, nó không hút được dinh dưỡng thì nó mới chết đột ngột như thế này. Và trên đất đồi thoải thì phòng trừ nó cũng rất là khó, nếu như mà nguyên nhân nó ở trong đất thì nó sẽ trôi theo nước mưa, nước tưới, nên nó sẽ lây bệnh ra rất là dễ cho những cây ở bên dưới nếu như cây ở bên trên nó bị. Thế bây giờ khắc phục bằng cách là chúng ta phải đưa gom toàn bộ những cây chết ra khỏi vườn, chúng ta tiêu hủy. Thế còn rắc vôi thì cũng là một hiện tượng, cũng là một cái biện pháp mà chúng ta có thể ngăn ngừa và xử lý đất đấy, để diệt những cái nấm, những vi khuẩn ở trong đất. Nhưng khi bây giờ nó đã bị như này rồi thì vôi thì cũng không hạn chế được nữa đấy. Cho nên là chúng ta cần phải phòng cho những cây chưa bị bệnh bằng cách là thu gom toàn bộ cây chết đưa ra khỏi vườn tiêu hủy. Sau đó thì chúng ta phun các cái thuốc mà kháng nấm, kháng khuẩn. Đấy, ví dụ như Phthalate cộng Casugamycin hay Copper Oxychloride cộng với Streptomycin để chúng ta ngăn ngừa nấm và vi khuẩn mà chúng tôi nghi là rất dễ là do vi khuẩn. Nó làm cho héo đột ngột, chết. Nó mới chết nhanh thế, chứ còn nấm thì nó phải từ từ hơn. Thế thì chúng ta dùng những cái thuốc kháng nấm, kháng khuẩn này chúng ta phun. Sau đó thì chúng ta tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục, phân lân cộng với lại các cái chế phẩm sinh học chứa nấm, chứa vi khuẩn, chứa xạ khuẩn gỗ ích đấy, ví dụ như chứa Trichomycin, chứa Bacillus subtilis hoặc là Pseudomonas đấy, những cái nấm, những cái vi khuẩn gỗ ích chúng ta bón vào trong đất để diệt trừ cả những cái nguyên nhân ở trong đất nữa. Và giúp phân thì giúp cho cây hồi phục, lân thì có tác dụng kích thích cây ra rễ, nếu như rễ nó bị hư hỏng nó sẽ thay những cái rễ đó thành những cái rễ mới. Đấy, cho nên cái bệnh này rất là khó, mà nhất là ở trên đồi nữa. Cho nên chúng ta đành phải chữa như thế. Được thì được, không được thì cũng đành phải chịu. Bởi vì cái bệnh nếu mà do vi khuẩn thì chúng ta phòng là chính. Đấy, chứ còn nó lây lan qua nước tưới, qua nước mưa, qua quá trình chăm sóc. Mà khi nó đã nhiễm vào thì rất ít thuốc để trừ được cái bệnh này. Mà các cái thuốc này nó chỉ ngăn ngừa không cho xâm nhập vào thôi. Bởi vì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập qua vết thương. Rất nhỏ nó cũng đã xâm nhập vào được. Đấy, thì và vi khuẩn thì nó tồn tại trong đất, trong không khí, trong nước tưới vân vân. Đấy, cho nên rất khó để phòng ngừa. Mà chúng ta áp dụng các biện pháp này, cứu chữa được cây nào thì cứu chữa, chứ còn nếu mà nói để có hiệu quả cao thì rất là khó. Xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung.